Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới vn. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa cho biết, dự án đường nối từ cao tốc Bắc Năm với quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná sẽ được tổ chức lễ khởi công xây dựng vào lúc 7 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2022 tại km 1578 900 quốc lộ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. Cụ thể, lễ khởi công do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam thực hiện, dự kiến có 115 đại biểu tham dự. Theo ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, dự án đường nối từ cao tốc Bắc, nằm với quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná được xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông tại khu vực, tạo kết nối giao thông thông suốt, từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận. Thưa quý thính giả, Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng. An ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 11. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trình bày báo cáo về một số nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 30. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày báo cáo chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trình bày chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Quốc hội triển khai thực hiện nghị quyết. Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cử hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc tại Hà Nội. Với tinh thần đoàn kết kỹ cương hợp tác phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã thành công tốt đẹp hoàn thành xuất sắc toàn bộ nội dung và chương trình đề ra. Tham dự phiên bế mạc có chiều tồn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng 1091 đại biểu đại diện cho tăng ni, Phật tử cả nước. Sự kiện vinh dự có sự tham dự của ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các bàn, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo ban tôn giáo 63 tỉnh thành. Tại đây, toàn thể đại biểu đã lắng nghe và biểu quyết thông qua nghị quyết 12 điểm của đại hội, nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ chính 2022-2027 được trình trước đại hội. Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 11, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện rồng Bắc Đắk Lắc cho biết, đơn vị vừa di lý tạ Thanh Sơn 49 tuổi, ngũ xá Hoa An, huyện chợ mới, An Giang về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Rồng Bắc truy nã Sơn về tội danh cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Đầu năm 2021, Sơn và một người phụ nữ nảy sinh tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà chị này. Đầu tháng 2 năm 2022, Sơn bỏ về quê vì giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Sơn quay lại và muốn cưới người này nhưng bị từ chối. Sơn đã lấy kéo đâm nhiều nhát vào lưng vai của người phụ nữ trên gây thương tật 12%. Thế mẹ bị đâm, con gái của người phụ nữ vào can ngăn cũng bị Sơn dùng kéo đâm kéo trúng vào vùng mặt gây thương tật 6%. Không dừng lại ở đó, Sơn ra ngoài Sơn đốt ba xe máy gây thiệt hại tổng cộng hơn 28 triệu đồng. Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quyện trong bắt ra quyết định truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều tháng tích cực truy tìm, một tổ trinh sát đội cảnh sát hình sự, công an quyện Rồng Bắc đã xác định và bắt được tạ Thanh Sơn khi đang lẫn trốn tại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 11, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe bồn khiến người đàn ông tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút, nam tài xế điều khiển xe bồn chạy hướng quốc lộ 1 vào chợ An Sương, quận 12. À khi xe đến trước cổng chợ, tài xế cho xe rẽ phải thì va chạm với xe máy 50N195. 847 do người đàn ông ngoài 30 tuổi cầm lái. Nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe cán phải, tử vong tại chỗ, tại hiện trường. Thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy hư hỏng, cách đó chừng 2 mét là chiếc xe bồn. Khu vực cũng có lắp một biển báo cấm xe trên 2,5 tấn từ 6 giờ đến 22 giờ. Lực lượng chức năng sau đó xử lý hiện trường, lấy lời khai điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến đầu giờ chiều, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 11, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh hành pháp yêu cầu các tài xế xe tải trong ngành sim ăn đang đình công trở lại làm việc. Đây là cuộc đình công thứ hai do nghiệp đoàn vận tải hàng hóa tại Hàn Quốc phát động trong vòng 5 tháng qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực kinh tế của nước này. Phát biểu tại cuộc họp nội các sáng 29 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc John suk In nêu rõ, chính phủ ban hành lệnh trên để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn đối với nền kinh tế quốc gia và sinh kế của người dân. Tổng thống John cho biết các công trường xây dựng và sản xuất trên cả nước đã ngừng hoạt động do gián đoạn nguồn cung cấp xiêm anh và thép, trong khi các cơ sở sản xuất công nghiệp của đất nước cũng đứng trước nguy cơ bị tác động lớn và cuộc sống của người dân bị đe dọa. Thưa quý thính giả, sáng ngày 29 tháng 11, 20 học sinh của trường tiểu học Honan ở thành phố Toyonaka, thuộc tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản, đã phải nhập viện vì hít phải khí lạ. Vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng ngày 29 tháng 11, các nhà chức trách địa phương đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trường thông báo phát hiện có khí lạ giống mùi khí xung phua. Khi tới hiện trường, họ phát hiện có 20 học sinh ở độ tuổi từ 7 đến 11 tuổi có dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, các quan chức cứu hỏa cho biết khi sử dụng máy phát hiện khí để kiểm tra trong khuôn viên trường học nhằm tìm nguyên nhân, họ không phát hiện bất cứ sự bất thường nào. Mặc dù vậy, vào khoảng 11 giờ trưa, các học sinh không bị ảnh hưởng vẫn được di chuyển tới phòng tập thể dục của trường để các phụ huynh có thể tới đón sớm. Thưa quý thính giả, cơ quan công tố Hàn Quốc ngày 29 tháng 11 đã đề nghị bắt giữ cựu cố vấn an ninh quốc gia Su Hun để phục vụ điều tra do liên quan đến cái chết của một viên chức ngành thủy sản bị Triều Tiên bắn chết hồi tháng 9 năm 2020. Ông Su Hun bị cáo buộc có liên quan đến kết luận vô căn cứ của chính quyền cựu tổng thống Moon Jae-in cho rằng viên chức này đã bị bắn chết khi đang cố đào tẩu sang Triều Tiên. Ông cũng bị nghi ngờ đã ra lệnh cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo quốc gia tiêu quỷ các báo cáo có nội dung trái với kết luận nói trên. Thưa quý thính giả, nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài ruộng, Chi Thảo đã bỏ qua điều tiếng của dư luận để cưu mang nấm ruột không máu mũ, bằng tình thương và lòng dũng cảm của người mẹ suốt 12 năm qua. Những tia nắng chiều phủ lên căn nhà sập sệ cuối thôn 8, Đắc là, Đắc Hà, Con Tưng, bà Y Thảo 50 tuổi, người đồng bào rơ ngao dáng người còm nhôm đang khệ nệ vắt gùi trở về nhà sau ngày dài bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Trong gian bếp dựng tạm bằng tre bà Thảo bồi hồi nhớ lại 12 năm trước, khi đang làm ruộng thì phát hiện một bé gái sơ sinh chừng 2 tháng tuổi ở con đường nhỏ ven ruộng. Xót thương, bà bế về làm thủ tục và đặt tên là Y Thương. Những ngày đầu tập làm mẹ, bà Thảo cứ lúng túng như gà mắt tóc vì không có kinh nghiệm. Lâu dần, người phụ nữ đồng bào rơ ngao đã biết cách pha sữa, sắc nhỏ thịt nấu cháo, chắc nước gạo làm sữa cho con. Thưa quý thính giả, từ ý tưởng kiến tạo Đà Lạt trở thành đô thị nghỉ dưỡng cho giới chức Pháp tại Liên bang Đông Dương, nên ngay từ đầu người Pháp đã khởi lập những đồ án quy hoạch tổng thể và chi tiết để triển khai thực hiện một hình thái đô thị châu Âu giữa lòng nhiệt đới. Nó là một phần lịch sử của Đà Lạt. Phần lịch sử ấy, cộng thêm yếu tố tự nhiên đặc trưng, chính là nền móng để tạo nên sắc diện riêng rất tây của Đà Lạt, từ phương pháp tư duy quy hoạch không gian đô thị đến giải pháp thực hiện đều mang đặc trưng Pháp, từ những đồ án quy hoạch đến các công trình kiến trúc đều in đậm phong cách kiến trúc cổ điển Pháp sang trọng, tinh tế, lãng mạn, cảm xúc, mực thước, nghiêm ngắn. Thưa quý thính giả, tai quan, khu phức hợp di sản và nghệ thuật khổng lồ của Hồng Kông là một nơi thú vị để ghé thăm, ngay cả khi bạn bỏ qua phòng trưng bày tính phí và các nhà hàng cao cấp. Cuộc phức hợp đồn cảnh sát tòa án nhà tù đã được khôi phục tỉ mỉ với các phần mở rộng được thêm vào bởi các kiến trúc sư thụy sĩ Hayo và De Meuron. Bạn có thể đi lang thang tự do trong hầu hết 18 giải nhà để tìm hiểu về lịch sử của địa điểm và vào các phòng giam. Dành thời gian để quay một video toàn cảnh tại quảng trường tráng lệ từng là nơi diễn ra cuộc diễu hành. Từ tai quan, đi bộ 5 phút sẽ đưa du khách đến các xưởng vẽ của nghệ sĩ, xưởng thủ công và cửa hàng lưu niệm đã chiếm hai dãy nhà của khu cảnh sát của những năm 1950. Đi lang thang qua các hành lang thoáng mát từ tầng trên cùng xuống và ngắm nhìn các vật trưng bày ở quảng trường bên dưới. Nếu sử dụng thang cuốn center mid level trên đường đến hoặc đi từ tài quan, bạn sẽ đi ngang qua chợ trung tâm, một khu phức hợp bán lẻ nhiều tầng được mô phỏng lại từ chợ thực phẩm tươi sống những năm 1930 theo phong cách stream lai màu đen và Bauhaus. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ sáng mai thân mến chào tạm biệt